Ông vua laptop gaming tầm trung quốc dân. Mình nghĩ rằng không ít anh em khi được nghe những cụm từ như vậy thì sẽ nghĩ ngay đến chiếc Lenovo Legion 5. Hưng, bây giờ có 25 triệu em mua laptop gì? Lenovo Legion 5 chỉ còn gì nữa à? Thế bây giờ có 100 triệu chúng mày mua laptop gì? Mua 4 con Legion 5. Nghe thì hơi hư cấu nhưng lại vô cùng là hợp lý. Chúng ta vẫn sẽ có cấu hình cao, trong khi đấy thì chẳng phải đánh đổi bất cứ gì từ chất lượng hoàn thiện, màn hình hay là bàn phím. Vậy thì ở phiên bản năm nay 2022, Lenovo đã nâng cấp những gì cho chiếc Legion 5? Thì cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Anh em ơi, anh em tưởng mình là thay mẫu intro á? Không, đấy là mình đang vô thật đấy. Anh em, mày vào đi nhở. Làm đi. Dễ dàng để có thể nhận ra được những sự thay đổi trên thiết kế của chiếc Legion 5 2022 năm nay. Ở phần mặt A, chúng ta có thể dễ dàng thấy được rằng là không có quá nhiều sự thay đổi ở đây, ngoại trừ phần lồi ra để cho chúng ta có thể đặt tay vào và mở laptop lên. Ở phiên bản cũ, nó sẽ gắn vát, còn ở phiên bản 2022, nó sẽ lồi hẳn ra ngoài để chúng ta có thể cầm nắm dễ dàng hơn và nhấc cái mặt A lên, mở laptop dễ dàng hơn. Tiếp theo là phần bản lề. Ở trên phiên bản cũ 2020 thì bản lề sẽ là một dạng thanh tròn, không ăn nhập lắm với tổng thể thiết kế. Và với phiên bản năm 2022 ấy, thì chúng ta đã được sửa đổi chiếc bản lề này, nó vuông vức hơn và có kích thước nhỏ hơn. Tuy vậy, cái cảm giác mở máy ấy, ở phiên bản 2022 nó lại tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ nhá, khi này mình mở laptop ở phiên bản 2020 này, một tay, nó sẽ hơi kênh cái phần bàn phím lên một chút. Còn với phiên bản 2022 ấy, thì điều này là hoàn toàn không xảy ra và mình có thể mở một cách rất êm mượt và dễ dàng. Đó, không hề bị nhấc mặt dưới lên, mặc dù tốc độ mình mở khá là nhanh. Có một điểm khác biệt nữa trên thiết kế của chiếc Legion 5 với những mẫu laptop gaming trên thị trường ấy, đấy là phần lồi ra ở phía sau bản lề. Cái điều này thì vẫn được duy trì ở trên phiên bản 2022, nhưng chúng ta đã được tinh chỉnh, cắt gọn. Và đây, chúng ta có thể thấy những cái đường nét nó vuông thành sắc cạnh gaming hơn và vẫn giữ được cái tổng thể thiết kế hài hòa, lịch sự, lịch lãm. Có thêm một điểm thay đổi nữa khá đáng kể ở phần thiết kế của chiếc Legion 5 2022, đấy là phần khe tản nhiệt. Ở phiên bản mới thì chúng ta đã có một cái khe tản nhiệt nó nhỏ hơn khá là nhiều khi so với đàn anh 2020 của nó. Tản nhiệt khe nó bé đi thì có ảnh hưởng hiệu năng hay không? Điều này thì cùng mình trả lời ở phần sau nhé. Về cổng thiết kế thì trên chiếc Legion 5, phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có hai cổng Type-C 3.2 Gen 2. Phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và kèm theo đó là một cổng 3.5 để chúng ta có thể cắm tai nghe. Và vẫn giống như phiên bản tiền nhiệm thì ở trên cạnh phải chúng ta vẫn sẽ có một cái nút gạt để có thể tắt hoặc bật camera. Các bạn yên tâm về cái tính năng này nhé. Nó sẽ cắt toàn bộ nguồn điện cấp cho camera, nên là yên tâm cái về tính riêng tư, bảo mật. Đó, phía mặt sau sẽ là nơi mà Legion 5 đặt rất nhiều cổng kết nối. Đầu tiên, bên trái ngoài cùng sẽ là cổng sạc DC, hai cổng USB-A. Trong đó thì có một cổng luôn luôn bật để chúng ta có thể sử dụng laptop như một cục sạc dự phòng, cắm sạc cho chuột, cho bàn phím, cho điện thoại. Tiếp theo sẽ là một cổng HDMI. Cổng này mình tra thông số thì nó xuất ra được ảnh tối đa là 8K 30fps. Nếu mình không nhầm thì nó là HDMI 2.1 á. Tiếp theo đó là một cổng sạc USB Type-C, chuẩn là Power Delivery. Với cổng sạc này thì chúng ta sẽ có công suất sạc tối đa lên tới là 135W. Các bạn có thể không mang cục sạc to 230W đi và mang một cục sạc nhỏ hơn, vẫn đảm bảo là sạc pin cho chiếc laptop này được, cũng như là kích thước nhỏ gọn. Cuối cùng thì sẽ là một cổng LAN RJ45 Full Size, rất nhiều cổng kết nối. Đây là một điểm cộng mà mình rất là thích ở trên chiếc Legion 5, tại vì với cái không gian rộng như thế này ấy, thì các bạn có thể bỏ bất cứ cổng sạc gì, bất cứ cổng kết nối gì mà các bạn mong muốn. Như ở đây, ví dụ cổng A nhé, chúng ta sẽ có 3 cổng. Là một đứa chơi game như mình rất thích điểm này, mình rất thích nét thiết kế này. Tại vì sao? Tại vì là mình có thể cắm được toàn bộ 3 món gaming gear của mình là chuột, phím và tai nghe trên chiếc laptop này luôn, không phải bỏ đi cổng nào cả. Về chất lượng build thì vẫn rất là chắc chắn. Các bạn có thể hoàn toàn mở màn hình bằng cách là mở chính giữa, cạnh trái hay cạnh phải, thì màn hình đều rất là ít bị flex. Và khung bàn phím cũng vậy, chỉ có một phần mình thấy nó hơi rỗng một tí, đấy là ở phần ngay cái touchpad đấy này, thì nó sẽ hơi rỗng một chút thôi. Và mình nghĩ thì cái điều này nó không quá ảnh hưởng đến cái trải nghiệm người dùng. Tổng thể lại, trên chiếc Legion 5 2022 chúng ta vẫn sẽ giữ được nét thiết kế thanh lịch, chỉn chu, phù hợp cho cả nhu cầu gaming cũng như là các bạn cần mang đi làm việc ở văn phòng. Trông nó vẫn rất là lịch sự mà, đúng không? Đúng rồi, chẳng có đây. Ok, hết bia rồi này. Ê, sao ông biết lại xúc miệng vậy? Sơ qua ngoại hình một chút để anh em có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai phiên bản một cách trực quan nhất mà thôi. Còn với mình, sự thay đổi mà đáng chú ý nhất năm nay nó lại nằm ở con chip cơ. Cụ thể thì phiên bản mình đang cầm ở đây sử dụng một con chip, đấy là Ryzen 5 6600H 6x12 luồng,
Max Turbo Boost lên được là 4.5GHz, RAM thì là 16GB LD512, card sử dụng là card RTX 3050 Ti. Cụ thể hơn một chút về con chip Ryzen 5 6600H, điểm mà mình đã nói là ấn tượng nhất. Vậy thì nó có điểm gì khác biệt khi đặt cạnh con chip tiền nhiệm là Ryzen 5 5600H? Đầu tiên là về kiến trúc, con chip này sẽ được sản xuất trên kiến trúc là Zen 3 Plus thay vì là Zen 3 trước đó, và tiến trình sẽ được nâng cấp từ 7nm lên thành 6nm. Turbo Boost thì được nâng lên từ 4.2GHz lên thành 4.5GHz. Nó cho dễ hiểu, những điều này có nghĩa là gì? Nếu cùng ăn một mức điện năng như nhau ấy, thì con chip Ryzen 5 6600H sẽ cho ra mức hiệu năng cao hơn là 7-8%. Và nếu như chúng ta muốn cho ra cùng một mức hiệu năng ấy, thì con Ryzen 5 6600H này sẽ ăn ít hơn là từ 7-8% watt điện. Và ăn ít điện hơn nghĩa là ít nhiệt hơn. Ít nhiệt hơn thì cũng có nghĩa là hệ thống tản nhiệt sẽ động nhẹ nhàng hơn, khe tản nhiệt nhỏ hơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến tổng thể nhiệt độ trên chiếc máy này. Nói chung thì mình thấy về phần nhiệt lượng trên chiếc Legion 5 2022 chẳng có gì để chê cả, vẫn tốt cho người tiền nhiệm của nó. Với những tựa game sử dụng nhiều CPU như CSGO thì con chip Ryzen 6 6600H thể hiện được khá tốt như nước của mình. Mức FPS ổn định ở mức hơn 200 ở mọi map, kể cả các map tối ưu kém như Inferno. Tiếp theo là tựa game thế giới mở chip của AAA Quốc dân GTA 5. Thì đấy, các con số có bao giờ biết nói dối đâu. FPS ổn định, nhiệt độ mát mẻ nên anh em có mua về để chơi game, kể cả là chip AAA cũng có thể hoàn toàn là yên tâm nhá. Cuối cùng là Shadow of the Tomb Raider, tựa game tối ưu cực kỳ tốt cho hệ máy Windows. Thì mình có chạy một bài benchmark ở độ phân giải Full HD thì cho ra mức FPS trung bình là 67. Mọi thông số khác cũng chẳng có gì để phàn nàn. Để kết lại, mình có stress test con Legion 5 2022 này với phần mềm IDA 64 Extreme với cả CPU, GPU và SSD. Nhiệt độ tối đa của CPU chỉ lên quanh khoảng 93 độ là quay đầu, trong khi GPU và SSD còn chả đáng chú ý tới tại vì đơn giản là nó quá mát. Sau khoảng 4 phút hoạt động hết công suất liên tục thì CPU đã bắt đầu có hiệu hạ xung từ 4.5 xuống chỉ còn là 3.5 và nhiệt độ cũng quay về mức cực kỳ mát mẻ là 7x độ. Và đến khi máy đủ mát thì xung sẽ tự động lại tăng lại, nên mình nghĩ đây là một cơ chế bảo vệ an toàn khá là tốt mà Legion đã làm. Điện đóm thì ăn đủ, xung chip thì ổn định, nhiệt độ máy thì luôn nằm ở trong khoảng an toàn, mặc dù là heat sink thì mỏng hơn phiên bản trước. Tất cả những điều này là nhờ có CPU Ryzen thế hệ mới đấy. Ngoài cấu hình ra thì đương nhiên màn hình sẽ nằm trong list filter của anh em gamer rồi, đúng không? Bởi vì tưởng tượng nhá, các bạn có một con chip là Ryzen 7, Ryzen 9, card thì 3080, 3090, nhưng mà màn hình lại là 60Hz, thì màu có đẹp đến mấy, vẫn cứ là chê. Chê không? Chê. Không có màn 144 chơi game, 165 chơi game thì cũng chán, nói chung là thế. Cái này ngon này. Thì ở đây, trên chiếc Legion 5 2022, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình có kích thước là 15.6 inch, Full HD tần số quét là 165Hz, có G-Sync, bao phủ 100% giải màu sRGB, 80% Adobe RGB và độ sáng lên tới là 320 nit. Đậu ngon hay màn ngon? Hai đứa con. Giá một đấy. Nói chung thì tần số quét 165Hz thì anh em gamer cũng chẳng chê rồi. Anh em làm media quay dựng thì mua con này về dùng vẫn cứ là ok, tại vì là bao phủ được 100% giải màu sRGB. Mua về cần màu xong dùng là ngon luôn. Có chăng bới lông tìm vết ấy thì chúng ta sẽ thấy vấn đề ở chỗ là độ sáng của màn hình. Độ sáng tối đa của chiếc màn này ấy, nó chỉ lên được tối đa là 320 nits mà thôi. Vì thế nên nếu như anh em mang máy ra ngoài trời dùng nhiều thì có lẽ sẽ thấy hơi tối một chút. Nhưng mà bây giờ hiện tại đây, mình đang ngồi ngoài trời uống bia, ăn đậu, ăn lòng xào dưa và review laptop ấy, thì độ sáng của chiếc màn hình này hoàn toàn là ok. Và tất nhiên là để kiếm được một anh em nào như mình mang laptop ra ngoài công viên, ra ngoài hồ, ngồi làm việc, ngồi chơi game ấy thì cũng hiếm lắm. Nên mình nghĩ rằng độ sáng 320 nits chưa hẳn đã là một điểm trừ trên chiếc laptop này. Nói chung ấy là màn vẫn cứ ngon như phiên bản trước, giữ được lòng tin yêu của người hâm mộ dòng máy này. Ngon đấy. Về bàn phím, gõ vẫn cứ là ngon, layout thân thiện, cảm giác gõ tốt. Và mình nghĩ bàn phím của Legion, bàn phím của Lenovo hay bàn phím trứ danh của ThinkPad ấy, nên là chuẩn mực của bàn phím laptop gaming. Gõ cực kỳ sướng, nhập liệu nhanh, chơi game cũng ngon luôn ấy, cháu gì chỉ. Về touchpad ở phiên bản 2022 ấy, thì chúng ta sẽ có những sự nâng cấp về kích thước. Touchpad ở phiên bản năm nay thì nó đã to hơn, rộng hơn, cảm giác vuốt chạm, tracking thì cũng cực kỳ là mượt mà. Mặc dù thì đây là một cái touchpad không được trang bị lớp phủ kính mà chỉ là phủ polyester thôi, hay hiểu đơn giản thì nó là phủ nhựa ấy. Nhưng mà cảm giác vuốt chạm thì vẫn cực kỳ là mượt mà, và hỏi là có chê không á? Chê làm sao được? Chê làm được, không chê được luôn. Anh ơi cho em ba bia đấy nhá. Năm trước ngon rồi, năm nay ngon hơn gì? Thế tôi mẹ kia để nó kết rồi. Vâng vẩn. Màn hình, tần số quét cao, chuẩn màu, game được, edit được, đúng không? Đúng. Trackpad ngon, bàn phím gõ sướng. Chuẩn.
cấu hình tốt, mạnh hơn, đỡ nóng hơn, tiết kiệm pin hơn, đúng chưa? Đúng tiếp. Tiết kiệm điện hơn là pin tốt hơn gì? Tính ra thì 5 tiếng dùng văn phòng, ok. Dù bay bay qua được cái người ta còn biết laptop. Đấy, đấy là những ý kiến của Bùi Mạnh về chiếc Legend 5 2022, phiên bản mới nhất năm nay. Còn anh em nghĩ sao về chiếc laptop này thì comment chia sẻ ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì... Rồi. Công việc thì để sau đây bạn ơi. Ủa nhanh còn em đi tập yoga rồi. Anh em nào muốn rước con Legend 5 mới nhất này về thì ghé ngay qua Minh An Computer nhá. Đường link của Minh An mình đặt ngay ở phần mô tả. Anh em nào quan tâm thì click luôn đi nhá.